rồi mọi người cô bác làm ơn mút không có cho con em mình lên Facebook để xin đi làm trên mạng, em này xin làm trên mạng Facebook nó đưa qua campuchia nó bán, giờ phải anh em là sĩ phải cô phải cho tiền với người kia cô cho 23 triệu với một cái mạnh thường quân kia cho 5 triệu đó là 28 triệu đưa con em mình về đó. Bây giờ em anh hỏi em nè, em làm sao mà em ai đưa em qua campuchia, em lên trang mạng nào, vị trí lương cao nào nói rồi em lướt Facebook anh ạ. Phước Phúc vào làm sao nó lớn lên? Tên Phan Lệ Nga. Phúc Trần Phan Nga là nó nói lương là nhiêu tháng? Nó nói kia nó lúc đầu kia em qua làm quán cao kê lương là cao kê đâu? Ở bên Phong Bình. Trong bên hả? Cao kê một tháng 3 mấy triệu. Xem em khôn giờ 3 mấy triệu đâu có đánh lượt em đâu, thấy không? 3 mấy triệu hơn Mỹ rồi, đâu lấy được em rồi sao nữa? Nó đưa em bằng xe gì? Nó đưa em đi biên qua. Đi vượt biên thì sao? Dạ. Rồi qua đến công chia là nó chở em bằng xe gì? Nó chở em bằng xe lực. Xe lực có ai kèm không? Có hai người. Hai kèm có cầm súng hay cầm cầm đôi điện không? Dạ không, hai người không có gì chơi. Vâng. Nó giữ điện thoại em tới chỗ nó trả. Giữ điện thoại là biết là em bị lừa đâu, lúc mà em giữ điện thoại em biết em bị lừa không? Dạ chưa, lúc mà tới giữ điện thoại là biết bị lừa rồi, tới đâu? Tới công ty nó đưa tiền là em mới biết. Vâng. Dạ. Công ty đưa tiền em qua đó ngày mấy? Qua, em không nhớ ngày mà em nhớ qua được 10 bữa. Qua được 10 bữa hả? Qua nó có bị đánh, bị chích điện nhiều không? Bị quýnh chứ không có. Sao bị đánh hả? Dạ. Làm không được bị đánh thì sao? Dạ đúng rồi. Làm được bị đánh thì mà coi. Qua đó nó cho ăn cực khổ không? Nó cho ăn cũng thoải mái. Không, bình thường thôi, thoải mái, nhưng mà một ngày nó cách nhau kỳ. Một ngày nó tính nếu mà kiếm được khách thì nó tính tiền hoa hồng 1%. Phần trăm là bao nhiêu trăm cái vuông là nó tính ra thí dụ 10 triệu nó tính mình được 1%. Rồi. 10 triệu có 100 là có 100 ngàn à? Dạ. Nên bốc lột rộng làm ngày bao nhiêu ký? Nó là 1 ngày 13 ký. Rồi thiếu mũ sao? Thiếu mũ lên là mũ lột thì nó muốn mà lột nó trừ tiền. Ghê quá. Đó, bây giờ thôi giờ muốn không đi làm gì nghe, không xin là trên mạng nha. Bà con bác cánh giác không làm xin là trên mạng nha bà con. Bà con của bác là vẫn chia sẻ với tôi. Rất đau buồn. Ở bây giờ chị có đôi lời chị nói. Dạ cũng cảm ơn hiệp sĩ Thanh Hải rất là nhiều, cảm ơn nhóm của hiệp sĩ rất là nhiều. Ngày hôm qua mà không nhờ nhóm hiệp sĩ Thanh Hải là em không biết là em có gặp là thằng con của em không, mà em cũng không có đủ số tiền đó nữa, mà nhà hiệp sĩ Thanh Hải đã cho em thêm 23 triệu và một cái chị đó cũng con cũng chị cũng bị bán bệnh và cho em thêm 5 triệu nữa để em có đủ số tiền để chuộc con em về. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Hải nhiều lắm, em cảm ơn đội ơn anh rất là nhiều. Dạ em cảm ơn đội hiệp sĩ, chúc đội hiệp sĩ thật nhiều sức khỏe. Chị quê đâu? Dạ quê mới ở Tân Châu An Giang. Tới cái An Giang lên phải không? Dạ. Đó, nên mua đồng ơn cảnh giác không có cho con em mình xin đi làm trên mạng nha mọi người, hãy cảnh giác về giùm giúp được tôi, rất đau buồn em mọi người thấy không, rất đau lắm. Và đây khóc quá chừng khóc quỳ gối này kia khổ lắm. Mẹ là mẹ phải nói chung ra là không biết cái gì luôn, là bác Hải giờ nói chung ra là bác Hải không có bác Hải là mẹ cũng mất tiền luôn, mất tiền mà không biết được gặp con về không nữa đó. Mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người, rất là đau buồn em, bà đau buồn lắm mọi người. Bây giờ con nhiều ca, đến đây để nhờ được Duyên Hải, bà con hãy chia sẻ mạnh lên. Mai mốt là không cho em mình xin làm trên mạng, và bác làm cha làm mẹ hãy coi clip này, hãy coi để cảnh giác, dẫn con em mình không nên xin làm trên mạng. Nó đe treo, nó để giá cao để cho mấy này mời đi qua campuchia đánh đập chích điện, làm được đánh đập chích điện, phải không? Mà làm hết hợp đồng rồi nó bán cũng phép chứ không có không cho về đâu, hiểu chưa? Đó nên mọi người hãy chia sẻ giùm mình, có tiền tự động chỉ tiền mắc tiền luôn đó, nó thẳng luôn nói mọi người biết sứ mua bán người mà đó, một người một lần nữa nhà, cảm thật, con em chơi thật kỹ đừng có ham việc nhẹ lương cao, mà một khi một việc nhẹ lương cao mình phải đặt dấu chấm hỏi tại sao mà việc nhẹ mà lại lương lại cao. Dạ. Phải họ nghĩ đến điều đó, đây là cũng là một bài học cho con nghe không? Con nghe là con phải tu tâm con làm để mà tiếp mẹ gạo gánh cái số nợ này. Đó, mọi người cảm ơn chia sẻ, cảm ơn mọi người, cảm ơn.